Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Vì không còn trẻ, cái gì nhanh gọn lẹ thì mình ưu tiên. Vì thế, anh Xuân quyết định theo cách của anh Chọc, đi tìm kho báu để đổi đời. Tuy nhiên, chưa đủ máu liều nhiều hơn máu não, nên thay vì đi một mình, anh kéo cả lò nhà mình đi cùng. Có gì hay ho sẽ chia sẻ, không có gì thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Dòng sông này nổi tiếng có ẩn chứa một kho báu lớn, hãy chờ xem có thật sự như thế không nhé. Phương tiện di chuyển của họ ngày hôm nay là bằng tấm nệm hơi, đương nhiên sẽ phải có mái chèo. Vừa xả thân xuống nước, ông bạn đi cùng đã lụm ngay được một món trang sức, là vàng các bác ạ. Đỉnh thật sự, anh Xuân cũng không kém cạnh khi ngay sau đó đã đụng trúng một kho tàng nhỏ với rất nhiều đồng xu ở đó. Lần ngụp xuống tiếp theo, anh nhặt được một chiếc kính râm và bức tượng nhỏ. Một chiếc đồng hồ thông minh thì sao, đẹp chứ nhỉ? Nhưng vẫn chưa hay ho nhất đâu, nhìn này, một chiếc vòng vàng vừa được lụm lên. Đây là vùng sông nào thế anh trai, đọc địa chỉ ngay cho mèo ú xem nào, chứ điều ước được nghèo một ngày của mèo ú sao mà khó quá, vì ngày nào tôi cũng nghèo. Hóa ra đó không phải vòng mà là một chiếc đồng hồ, nhìn xịn sò thế kia thì chắc là hàng thật rồi. Ông bạn đi cùng vừa lụm được một hộp sắt, ở dưới sông, họ tò mò không biết là gì. Vừa mở ra thì đã không khép nổi miệng, kẹo, toàn là kẹo, mà là kẹo đồng hàng sang xịn mịn các bạn ạ, không thể tin được. Họ vừa bớ được một món đồ ngoài sức tưởng tượng, đầy ụ ụ phía trong đều là đạn, vì thế họ quyết định cất nó đi, rồi tiếp tục tìm kiếm. Biết đâu lại tìm ra một khẩu đồ chơi hay gì đó thì sao? Vừa lặn xuống, họ đã phát hiện ra một chiếc túi khả nghi khác, vì trước đó, hộp đạn cũng đựng trong một túi rác như thế. Bới mãi, cuối cùng họ bàng hoàng nhận ra, đúng là có một mớ đạn phía dưới kia thật. Nhìn xung quanh, anh dâu phát hiện ra một món khác khá khả nghi. Thật sự là camera giám sát, họ đã gọi cảnh sát ngay trước đó. Đáng sợ thật sự, vừa lụm được một mớ đạn ở đây, và giờ là chiếc camera này. Trong lúc chờ đợi cảnh sát đến, họ tiếp tục kiểm tra, một chiếc túi khác được tìm thấy. U là trời, thôi toang rồi, sợ muối tè cả da quần. Nhìn cả đống đạn dược này xem, họ phải giục cảnh sát thêm một lần nữa vì lo lắng, có camera giám sát ở đó, nếu như bị phát hiện sớm, có khi họ sẽ bị cho đăng xuất trước khi cảnh sát đến thì sao? Để giảm bớt căng thẳng, họ tiếp tục lặn xuống dưới để đỡ lo lắng hơn, lượm thêm một vài thứ hay ho. Và ơn trời, cảnh sát đây rồi, vừa nhìn thấy số lượng đạn mà họ đã lụm được, cảnh sát đã gọi thêm người đến, vì họ cần kiểm tra xem chúng có an toàn để di chuyển hay không. Thế mà nãy giờ hội báo thủ này bê lên bê xuống, lỡ chẳng may nó nổ cho một phát thì chỉ có xin là xin vĩnh biệt cụ. Dù sao họ cũng đã rất may mắn, tìm được kho tàng đó một cách tình cờ cũng cực kỳ thú vị, cứ yên tâm là đến giờ, họ vẫn bình an, và không có gì xảy ra cả nhé. Ngày hôm sau, anh Xuân đang có mặt ở một bờ sông gần nhà, một địa điểm câu cá quen thuộc, và thỉnh thoảng ngoài cá, họ còn bế lên được một vài món lạ lẫm, như chiếc xe tay ga này chẳng hạn. Chả là sáng nay trong lúc cao hứng đi câu cá, nhóm của anh Xuân đã phát hiện ra một chiếc mô tô BMW bằng một cách thần kỳ nào đó, đã chơi ú ỏa ở dưới dòng nước này. Vì thế, anh Xuân đã liên hệ với cảnh sát, họ nhanh chóng có mặt với một chiếc cần cẩu siêu to khổng lồ cực kỳ uy tín. Bằng những nghiệp vụ đầy chuyên nghiệp, chỉ một lúc sau, chiếc xe đã được kéo lên bờ. Không biết nó đã yên vị ở dưới đó được bao nhiêu năm, chỉ thấy bùn đất đã vây kín khắp thân xe, cảnh sát cần thời gian để xác nhận chiếc xe này có phải là đồ trộm cắp hay không. Nhìn kìa, kéo được nó lên mà kèm theo là một đội quân rất nhiều con cá trên đó, anh Xuân tốt bụng ném chúng trở lại nước. May mắn là biển xe chưa bị phá hủy, họ vẫn đọc được ký tự trên đó, nên nhanh chóng tìm ra thông tin. Chiếc xe này là phiên bản BMW 2000, nhìn mớ ốc bám chặt trên xe kìa, các tín đồ của mô tô chắc khóc cạn nước mắt mất thôi. Nhưng thật bất ngờ khi theo thông tin trên hệ thống, đây không phải là xe bị đánh cắp, vì thế, anh Xuân ngỏ ý muốn xin nó về, biết đâu tân trang lại nó sẽ lại ngon nghẻ ngay thì sao? Đương nhiên anh có thể có được nó, bởi anh là người đã nhặt được nó cơ mà. Nhìn kiểu dáng này xem, trông hầm hố thật sự, dựng nó lên như thế này mới thấy được toàn bộ vẻ ngoài của nó. Sau khi tạm biệt cảnh sát, họ tiếp tục đưa GoPro xuống dưới, biết đâu còn lọt khe một em nào đó dưới kia thì sao? Và thật sự họ đã phát hiện ra một khung xe khác, cùng thử kéo nó lên xem sao nhé. Dùng sợi dây và nam châm cố định, sau một hồi vật vã, anh Xuân đã kéo được nó lên bờ, là một khung xe máy, tuy rằng không còn trọn vẹn. Chỉ một buổi sáng mà họ đã nhặt lên được từng này xe rồi cơ đấy, thật không thể tin được là vẫn chưa hết. Các bà lụm ve chai mà thấy video này thì chỉ có tiếc đứt ruột, lại một chiếc xe khác được lôi lên rồi này, đống sắt cứ ngày càng to lên. Lại ném nam châm xuống một lần nữa. Hình như có một thứ hay ho gì đó, cùng thử lại xem nhé. U là trời, các ông đi xe đạp, đi chán rồi vứt hết xuống sông hay gì mà nhiều thế không biết. Lần tiếp theo, họ lôi lên một túi gì đó, phía trong đều là phụ tùng xe đạp, từ phanh xe, xích và tỉ tỉ thứ khác, là ai đã tháo ra rồi lại ném nó xuống sông cơ chứ? Rất nhiều người dân ở gần đó đã tập trung quanh đống đổ nát họ vừa lượm được, thật sự là một ngày khám phá tuyệt vời. Bạn nghĩ sao về những thành tựu ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận nhé!
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.